Hướng dẫn bổ sung dinh dưỡng nước vo gạo, tận dụng nước vo gạo để nấu cơm. Thay vì bỏ đi, giờ mình bổ sung cho mấy con ốc con. Con người của tụi mình uống nước cơm còn bổ, nói chi là nước vo gạo. Nước vo gạo này nó, các bạn uống nước gạo của Hàn Quốc chưa? Rất là ngon và bổ. Thì cái này mình tận dụng cái nước vo gạo hàng ngày nấu cơm đó, mình xịt trực tiếp cho mấy con ốc con để nó hấp thu dinh dưỡng trực tiếp, rất là tốt. À, xịt trực tiếp cho tụi nó. Ốc con ốc giống à, thấy chưa? Nó được đầy đủ dinh dưỡng, nó rất là khỏe nha các bạn. Ăn dưa leo, ăn khổ qua thì cái nào hư thì cái nào bỏ thì mình cho ốc ăn luôn. Chứ ốc nó ăn bèo cám bèo tây thì cũng đâu có dinh dưỡng lắm đâu, nó lầu lớn lắm. Mà số lượng đông như vậy thì mình phải bổ sung dinh dưỡng thêm tinh bột đạm. Quá trời ốc con. Hàng triệu con ốc con nhé.